đây là ngã ba Phước Lợi, thì đây là tỉnh lộ 835C đi về cầu Bà Đắc, đi về Phước Vân của Cần Đước. Còn đây là tỉnh lộ 835 đi về quốc lộ 1A, đi về chợ Bình Chánh, chợ Gò Đen. Đây cũng là tỉnh lộ 835 đi về cầu Long Khê, đi về Cần Đước, Cần Duộc, đi về cầu Tràm. Thì Văn Thanh sẽ đi quay hai miếng đất. Một miếng đầu tiên là 500 m² đất thổ, tức là nửa công thổ. Mặt tiền của nó là 10 m. Thì miếng 500 m² thổ đầu tiên là giá 3,5 tỷ, mặt tiền 10 m. Còn miếng 500 m² thổ thứ hai cũng là giá 3,5 tỷ, mặt tiền 11 m. Cái nào mặt tiền rộng thì chiều sâu nó hẹp lại. Văn Thành sẽ đi quay cho bà con coi. Mình đang chạy trên tỉnh lộ 835C, hướng này đi qua cầu Bà Đắc rồi đi về xã Phước Vân của huyện Cần Đước. Còn hiện tại địa phận này là đang thuộc ấp 5 xã Phước Lợi. Mét thổ đầu tiên nằm bên hướng bên đây nè, nó nằm bên tay trái á, thì nó nằm ở gần đâu đây nè. Thì chiều ngang của nó là 10 m, chiều sâu vô là 50 m, cũng gần tới. Miếng đầu tiên Văn Thanh nói là đây, bề ngang 10 m, bề dài 50 m, là giá 3,5 tỷ, mét thổ 100%. Còn Văn Thanh sẽ đi tới miếng thứ hai, bề ngang 11 m, bề sâu vô khoảng 40 mấy m, cũng là 500 m², giá 3,5 tỷ.
biến thứ hai này thì nó gần cầu Bà Đắc, ở đây là gần sông, bà con mua ở chỗ này thì nó mát. Cái biến thứ hai này nó gần sông của cầu Bà Đắc, mua ở nó mát. Đây biến thứ hai, bạn không nói là biến này nè, đó biến này bề ngang 11 mét, bề sâu dưới 4 mấy mét, còn cầu Bà Đắc là phía trước á. Vừa quay vừa chạy thì mất hết 6 phút. Đây là cầu Bà Đắc đây, thì nếu mà bà con tập trung chạy chắc cũng khoảng mất 3 phút, là từ ngã ba Phước Lợi đi về cầu Bà Đắc là đây. Đây là sông của Bà Đắc đây, ở đây như vậy. Thì đây qua địa phận này là xã Phước Vân của huyện Cần Đước rồi, còn đi ngược về đây là xã Phước Lợi của huyện Bến Lức đó. Thì bà con có nhu cầu mua thì liên hệ Văn Thanh, số điện thoại 0128 666 8368.